Giờ tới nhà của Hồng Tân Bình Thuận nha mấy bạn nha. Anh chị đây rất là vui nha, để xài rồi nó tùm lum đó, vô ráp xong hết trọn bộ luôn nha mấy bạn ơi. Trọn bộ luôn, trọn bộ xong luôn nha. Tivi luôn, tivi mới. Chơi là trọn bộ luôn nha mấy bạn nha. Tivi hàng nhập Thái luôn, hàng nhập Thái. Thêm có giọng nói luôn nha mấy bạn nha, kết hợp wifi giọng nói luôn nha. Kết hợp giọng wifi giọng nói. Chơi là chơi cho đồ bộ luôn nha mấy bạn. Cái mẫu mẫu này là mẫu độc quyền của công ty, không có ai mà giả mạo được hết nha. Mạch đèn chép. Đủ luôn các bạn ơi, âm thanh dữ lắm. Âm thanh dữ lắm đó. Thanh lực dữ luôn. Xin chúc mẹ miền quê an lành. Cực kỳ luôn nha mấy bạn ơi. Âm thanh quá dữ luôn. Lấy là lấy combo luôn nha mấy bạn luôn. Luôn cái TV 32 inch. Điều khiển giọng nói kết hợp wifi và bluetooth luôn. Kết hợp luôn với cái lo luôn nha. Nhà ngoài Bình Thuận đây dân rất là giàu, VIP không? Anh khách VIP. Ok anh em. Dạ. Yeah. Vậy nó nói chứ mình nhiều khi mình hát điện thoại có cuộc gọi đến là mình bị ngắt liền à. Mà ví dụ mình đang ca vậy á, chị đâu có ấy được đâu. Đó cho chị hát thoải mái luôn đó. Chứ giờ ví dụ có khách có bạn đó, anh lôi ra để đây cầm cái đường mót ngồi nhậu mà mấy quỷ đó đừng có bỏ túi cái đường mót đó luôn là được. Nó đại xài nó nha mấy bạn. Nó không có, nó thứ nhất là nó không có bluetooth nè. Nó không có giọng nói nè, hai cái đó là mất tiền là ăn tiền cái tivi á. Chủ yếu là mình có cái giọng nói á. Không có dây gì hết á. Ví dụ anh muốn hát thì chứ anh rút điện anh rinh tivi thôi. Rinh tivi đi đâu cũng được hết, đừng có để cho nó ngã đổ thôi chứ. Dạ đúng rồi. Có nhưng mà mình không có bluetooth, mình phải kết nối qua cái wifi, cái dây nó phải dính vô cái wifi. Wifi đâu thì nó phải nằm ngay đó, đâu có được đẩy đi đâu đâu. Còn giờ như đẩy đi ra tới chỗ nào cũng được. Chạy ngang đây hoài á. Tại vì từ nói chung là mình chạy ngang đường ngoài cái này nè, chạy ngang ngay cái cổng cái này hoài luôn. Tại vì cũng giao khách đây mua này nhiều lắm. Thì đó. Rồi ok anh em nha. Okay.